Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Bản tin hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây: Quebec bách cho các nhân viên y tế thêm 30 ngày để tiêm chủng. Thuyền trưởng của phim Star Trek bay vào không gian. Trước hết là vài con số mới nhất về COVID-19. Tính đến hết ngày thứ Tư 13 tháng 10, trên toàn thế giới có tổng cộng 239.849.000 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 4.887.000 người đã chết. Tại Hoa Kỳ, trong 24 giờ qua có thêm 72.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên hơn 45.510.000 người. Trong số đó có hơn 739.000 người đã chết. Việt Nam trong 24 giờ qua có thêm 3.461 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên hơn 849.000 người, trong đó có hơn 20.000 người đã chết. Canada từ đầu đại dịch đến nay có hơn 1.668.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 28.000 người đã chết. Tỉnh bang Quebec trong 24 giờ qua có thêm 512 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên hơn 417.000 người, trong số đó có hơn 11.000 người đã chết. Quebec cho các nhân viên y tế thêm 30 ngày để tiêm chủng. Sau nhiều lần tuyên bố kiên định không lùi hạn chót 15 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Quebec Christian Dubé hôm thứ Tư 13 tháng 10 loan báo ông sẽ cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe thêm 30 ngày để họ tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19, thừa nhận rằng việc có thể mất hàng ngàn nhân viên y tế sau hạn chót 15 tháng 10 do không tiêm chủng đầy đủ sẽ khiến cho Quebec đâm vào chân tường. Bộ trưởng Dubé cho biết các nhân viên trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe sẽ phải tiêm hai mũi trước ngày 15 tháng 11 để tránh bị tạm nghỉ việc không lương. Trong khi đó, những nhân viên trong hệ thống công không được tiêm chủng và có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân sẽ phải xét nghiệm COVID-19 3 lần mỗi tuần trước khi vào ca làm việc, bắt đầu từ thứ Hai. Theo Bộ trưởng Y tế, biện pháp này cũng có thể được mở rộng cho mạng lưới tư nhân. Trong cuộc họp báo tại Montreal hôm thứ Tư, ông Dubé lưu ý rằng quyết định hoãn thời hạn là một khó khăn. Ông nói, tôi có lời nhắn cuối cùng dành cho các nhân viên y tế chưa được tiêm chủng rằng chúng tôi đang liên lạc với các bạn và chúng tôi chân thành hy vọng rằng các bạn sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Ông kêu gọi, hãy làm điều gì đó cho chính bạn, cho những người thân yêu của các bạn. Còn không, hãy làm điều đó cho đồng nghiệp vì họ thực sự cần các bạn. Ông Dubé cũng thông báo rằng tất cả những nhân viên y tế mới được tuyển dụng sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ, đồng thời nhắc nhở công chúng rằng những người chăm sóc và khách phải xuất trình thông hành tiêm chủng khi vào cơ sở chăm sóc sức khỏe. Chính sách này không áp dụng cho các bệnh nhân. Hồi tháng 9, chính phủ Legault đã thông báo cho tất cả các nhân viên y tế và dịch vụ xã hội phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 15 tháng 10. Nhưng hôm thứ Tư, Bộ trưởng Y tế thừa nhận rằng mục tiêu này là không thể đạt được. Bộ trưởng Dubé cho biết khoảng 96% nhân viên y tế ở Quebec đã được tiêm một liều vaccine COVID-19, nhưng vẫn còn khoảng 22.000 nhân viên không được tiêm chủng đầy đủ. Ông nói, chúng tôi muốn cho các nhân viên chưa được tiêm chủng thêm thời gian để chích ngừa. Chúng tôi muốn nói rõ, chúng tôi sẽ áp dụng việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên y tế, nhưng lùi hạn chót lại 30 ngày là giải pháp tốt nhất. Phụ tá Bộ trưởng Y tế, tiến sĩ Lucy Obadny cho biết 35 phòng mổ và khoảng 600 giường bệnh trong tỉnh bang sẽ phải đóng cửa nếu hạn chót 15 tháng 10 vẫn được duy trì. Việc hoãn hạn chót lại một tháng được đưa ra một ngày sau khi một luật sư ở Montreal đệ đơn lên tòa thượng thẩm thách thức tính hợp lệ của quy định của chính phủ và xin tòa ra lệnh khẩn cấp ngưng thi hành quy định. Đơn kiện lập luận rằng xét nghiệm định kỳ là một giải pháp thay thế tốt hơn để hạn chế sự lây lan của COVID trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe hơn là tiêm chủng bắt buộc. Tuy nhiên, hôm thứ Tư,
Ông Dubé cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là duy trì một môi trường an toàn cho những người làm việc và khách đến thăm các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ông nói thêm, nếu họ không được tiêm chủng, chúng tôi cần phải có biện pháp khác. Theo ông, sẽ khôn ngoan hơn nếu tiêm vaccine thay vì phải xét nghiệm 3 lần một tuần. Thuyền trưởng của phim Star Trek bay vào không gian. Tài tử lão thành của Hollywood, William Shatner, 90 tuổi, sinh quán ở Montreal, đã bay vào vũ trụ hôm thứ Tư trên phi thuyền do công ty Blue Origin của nhà tỷ phú Jeff Bezos chế tạo. Nam tài tử của loạt phim khoa học giả tưởng Star Trek và ba hành khách khác đã được phóng lên độ cao 107 cây số từ sa mạc miền Tây Texas trong một khoang hoàn toàn tự động, sau đó trở về trái đất an toàn. Chuyến bay chỉ kéo dài hơn 10 phút. Shatner trở thành người lớn tuổi nhất bay vào không gian, làm lu mờ kỷ lục trước đó do một hành khách thiết lập trên một chuyến bay tương tự của ông Bezos hồi tháng 7. Trên đó có một nữ du khách 82 tuổi. Chuyến bay bao gồm khoảng 3 phút trong tình trạng không trọng lượng và quan sát độ cong của trái đất. Ông Shatner đóng vai chính, thuyền trưởng Kirk, trong loạt phim khoa học giả tưởng Star Trek phiên bản gốc trên TV từ năm 1966 cho đến năm 1969, khi Hoa Kỳ đang chạy đua lên mặt trăng. Tỷ phú Bezos, người sáng lập Amazon và là một người hâm mộ Star Trek, đã từng đóng vai khách mời là người ngoài hành tinh trong một cuốn phim điện ảnh Star Trek sau này. Và ông Shatner đã có mặt miễn phí trên chuyến bay không gian với tư cách là khách mời của ông Bezos. Tỷ phú Bezos đã tự mình lái xe đưa 4 thành viên phi hành đoàn đến bệ phóng, cùng họ lên tận cửa khoang hành khách ở đầu hỏa tiễn, cao 60 feet. Ông Bezos cũng đã có mặt để chào đón khi khoang hành khách quay trở lại trái đất. Blue Origin cho biết họ có kế hoạch thêm một chuyến bay chở khách trong năm nay và vài chuyến bay nữa vào năm 2022. Công ty cho biết mục tiêu của họ là dân chủ hóa không gian. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị hãy nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.